Thưa quý vị, trồng rừng gỗ lớn khu vực đầu nguồn là chủ trương cấp thiết, đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ nguồn nước tại thành phố Đà Nẵng. Nhận thức rõ được tầm quan trọng của trồng rừng đối với môi trường, các hộ dân tại xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang đã bàn bạc thống nhất tích tụ trên 18 ha rừng để thực hiện chủ trương trồng rừng gỗ lớn. Dù mới triển khai, nhưng bước đầu ghi nhận cho thấy mô hình liên kết này đã có những hiệu quả nhất định. Sau khi thu hoạch keo kết thúc vào cuối năm ngoái, ba hộ dân này đã quyết định chuyển sang trồng 15.000 cây sơ đỏ và 5.000 cây giáng hương. Thời gian thu hoạch hai loại gỗ trên sớm nhất cũng phải mất 15 năm. Tuy nhiên, đối với các thành viên trong tổ, trồng rừng gỗ lớn là vì lợi ích lâu dài. Thì dự kiến trồng cái rừng này là quy mô nó lâu dài, mục đích là để làm điểm ở địa phương để cho số bà con họ trồng keo á, dần dần sẽ chuyển qua trồng cái cây gỗ lớn nào để phục vụ cái môi trường cho nó xanh là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chống xuống màu, đỡ sọt lỡ. Việc chọn giống cây trồng cũng được đơn vị tư vấn thực hiện kỹ lưỡng, từ khảo sát, đánh giá thực địa cũng như xuống tận vườn, hướng dẫn, chuyển giao cho bà con cách chăm sóc. Mục đích là chọn ra cây phù hợp với thổ nhưỡng, địa hình và tiểu khí hậu của khu vực. Với cái loại giống mà xưa và giáo hương, là những cây gỗ lớn, cây lâu năm, nó sẽ là cái thời gian khai thác, cái thời gian hưởng lợi thì cũng 20-30 năm. Nhưng mà đó là ý thức của tạo đấy, cái ý thức của người dân. Cùng với chúng ta cùng chung tay bảo vệ môi trường, bảo vệ góp thành một cái môi trường cảnh quan xanh và bền vững. Thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng về trồng rừng gỗ lớn, từ năm 2019 đến nay mới chỉ có 34 hộ đăng ký tham gia với diện tích trên 534 hecta. Nguyên nhân là do diện tích đất của các hộ không đủ từ 3 hecta theo quy định. Hy vọng màu xanh trên những cánh rừng sưa đỏ, giáng hương sẽ là nguồn khích lệ, động viên, khuyến khích cộng đồng, xã hội tích cực tham gia, hưởng ứng chủ trương phát triển xanh của thành phố.